Tại cuộc họp báo của Thành ủy Hà Nội, đại diện Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở, ngành đã đề xuất nhiều giải pháp nới lỏng giãn cách trên tinh thần nới lỏng đến đâu phải đảm bảo an toàn tới đó, đảm bảo giữ vững thành quả phòng chống dịch của thành phố. Sở Giao thông Vận tải và Công an thành phố Hà Nội đề xuất từ ngày mai tiếp tục duy trì 23 chốt kiểm soát dịch tại các cửa ngõ thủ đô, kiểm soát người ra vào thành phố nghiêm theo chỉ thị 16 để phòng chống dịch xâm nhập. Thành phố đang nghiên cứu cho shipper công nghệ hoạt động trở lại, còn hoạt động vận tải công cộng vẫn tiếp tục tạm dừng. Tiếp tục là kiểm soát chặt chẽ đối với người ra vào thành phố, trên tinh thần là đảm bảo cái công tác phòng dịch. Vận tải hành khách công cộng thì chúng ta vẫn tiếp tục tạm dừng các cái hoạt động vận tải hành khách công cộng đi và đến Hà Nội cũng như là trên địa bàn Hà Nội. Sau ngày 21 tháng 9 là chúng ta vẫn tiếp tục dừng. Thành phố sẽ không áp dụng quy định phân vùng và không áp dụng cái việc cấp giấy đi đường cho các tổ chức, các cá nhân, doanh nghiệp di chuyển trên địa bàn thành phố. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch và quản lý giám sát di biến động trong địa bàn thành phố. Cái nguyên tắc thứ hai là không phát sinh thêm thủ tục hành chính đối với cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố theo chỉ đạo của Trung ương và thành phố. Hiện Hà Nội đạt tỷ lệ tiêm mũi 1 cho trên 94% dân số trong độ tuổi tiêm từ 18 tuổi trở lên. Cùng với việc xét nghiệm trên diện rộng toàn thành phố, chiến dịch tiêm vaccine đạt tỷ lệ cao trong vòng 7 ngày là một trong những biện pháp sớm đưa Hà Nội trở về giai đoạn bình thường mới. Tuy nhiên, Hà Nội là trung tâm huyết mạch ngoại giao, chính trị, kinh tế, văn hóa của cả nước, nên lãnh đạo thành phố xác định nguy cơ nguồn bệnh lây từ bên ngoài vào rất cao, trong khi nội tại thành phố vẫn còn các ca lây nhiễm cộng đồng. Ngoài ra còn có nguy cơ cao từ tâm lý chủ quan. Sau đây thì Ủy ban dân thành phố sẽ ban hành cái chỉ thị mới. Nhưng mà trên thực tế thì chỉ thị này là cho hai cái tuần tiếp theo. Nhưng trên thực tế có thể là không phải mọi cái là sẽ đóng đinh vào trong 2 tuần. Mà căn cứ vào tình hình thực tiễn chúng tôi có thể điều chỉnh cho nó phù hợp. Sau hôm nay thì thành phố Hà Nội sẽ có những điều chỉnh phù hợp dựa trên những ý kiến đóng góp của chuyên gia y tế, các nguy cơ trong thời điểm 15 ngày tới để có những biện pháp hợp lý vừa đảm bảo phòng chống dịch bệnh, vừa đảm bảo giữ vững thành quả chống dịch, đảm bảo đời sống của người dân và tiếp tục phát triển kinh tế. Xác định sẽ sống chung, chủ động, an toàn khi thủ đô vẫn còn những ca lây nhiễm cộng đồng những ngày qua.